Hello, xin chào các bạn. Hôm nay là buổi sáng cuối tuần, trời nắng rất là đẹp luôn. Hôm nay thì nắng dữ lắm á, nghe nói trưa lên tới 27 độ C luôn. Thì bây giờ mình ra vườn để cắt một mớ rau vô để làm đồ ăn ha. Mới có tháng 5 mà bây giờ giống như là mùa hè vậy các bạn, rất là nóng. Hello, anh làm gì á? Dạch lá tìm sâu. Rảnh quá, cắt cho em mớ rau vô làm đồ ăn đi. Mấy cái mà cắt rau vậy em? Rau thơm ở trong nhà kính với xà lách á. Ok. Bữa nay nhìn giống ông nông dân thiệt luôn ạ. Giống cái vùng trời này nắng nóng quá các bạn, mình ra đây mình phải đội nó không? Cái mấy cái này nó lên tùm á, mình không dạch mình tìm á, có khi nó núp ở dưới á, sâu đó, nó ưa núp ở những cái chỗ tùm như vậy không? Dạ thì ảnh đi tỉa những cái lá úa với lại coi có sâu không đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ vô trong mình đi cắt rau nha. Mà bữa nay mình ăn gì? Em tính cắt rau thơm vô cái mình cuốn với bánh tráng, mình chấm với mắm tôm. Ngon chưa? Thôi vậy em cắt rồi để anh quay cho. Ok. Nóng quá trời trong đây ha. Thì bữa nay Nóng mình quá sẽ trời ra nóng đây mình luôn. hái một ít rau thơm vô mình cuốn bánh tráng các bạn. Thì bây giờ thì quá trời luôn nè. Thì ở bên đây á, mình hái lại không, với lại mình nhổ lên cho cũng rất là nhiều các bạn ha. Thì hôm nay nó mình nhổ lên cái mình trồng lại, cho nên ở đây nó bị cũng như là mất hết rồi các bạn, đổ đất lên nữa. Dạ thì các bạn thấy là mình cắt rất là sát gốc nè, giống như này mình cắt rất là sát luôn. Thì mình sẽ không cần đổ đất nữa, còn nếu mà các bạn cắt ở trên đó thì mình đổ đất như vậy thì nó lên sẽ mập hơn. Chứ mình cắt cao quá đó thì khi nó lên lại nó không có ngon nữa ha. Cái này nó ra rễ luôn, mình có thể trồng được cái này luôn á. Thì các bạn đó ở chỗ nào mà không có rau dấp á các bạn, thì các bạn mua trong tiệm về ăn cứ ngâm ngâm ở trong nước chừng một tuần nó ra rễ cho mình trồng xuống. Thì hồi đó bà xã mình cũng làm vậy, hay là má của mình cũng làm như vậy mới có rau dấp mà trồng nha các bạn. Bây giờ thì để qua đây cắt chút xíu rau húng cây. Các bạn có ăn chắc này không? Cắt luôn. Húng cây nè các bạn, thì hôm nay húng cây là ở nhà ăn thôi chứ mình chưa dám cho ai, là tại vì nó cũng không có nhiều để mà cho ha. Mà húng cây này thì ở đây bán Nhiều loại. rất là nhiều loại ha các bạn. Các bạn cứ vô trong vườn ươm thì mua về trồng này, trồng một lần rồi nó sẽ lên hoài luôn. Dạ, loại là như của Thái Lan á nè. Thì mình trồng á, mình dăng cái ô vuông ở dưới đất cho nó ha, cho không là nó nhảy lên dữ lắm. Thì cái loại này các bạn thấy nè, cái thân của nó hơi tím ha, lá nó màu xanh nè, cái mùi rất là thơm của nó, là húng cây của Thái Lan mình ăn rất là ngon ha. Có rất nhiều loại, đừng mua loại Ấn Độ nha các bạn. Anh thấy cái này mình ăn với bún thịt nướng rồi cũng rất ngon ha. Dạ, mình hái một Còn bụi cái này. hẹ nữa ha, một bụi là đủ rồi. Thì hẹ là các bạn thấy mình cắt xong đó, mình cũng lấy đất mình lấm lại cho nó lên nó mập đó, chứ không gì, chứ mình cứ để nó cắt cao như vậy á Đây lên các nó bạn, không có mập. cái này bữa mình bà xã mình cắt nay nó lên rồi ha. Dạ. Đây các bạn, thì hẹ nó cũng mập, rất là mập luôn. Giống ngoài chợ bán chưa? Đó. Rất là tươi. Rồi Em hái gì ra đó. ít rau răm với cần nước. Chắc mình phải mua một bụi mình nhét vô đây quá. Nè, cũng được. Mà ốc này không thấy bán. Mà anh thích cái bụi nó đứng á. Cái Thôi em thích đứng, em thích nằm à. này nó bò. Ừ, em thích nó bò vậy nó mới thơm mà các bạn. Cái loại rau răm này là thơm nhất trong các loại rau răm đó. Cái loại đứng nó không thơm bằng. Này nè. Cái loại đứng nó trồng nó đứng lên rất là sung xê. Nó mới lên cho nên phải tiết kiệm các bạn, hết rồi. Nè. Rồi, nhìn Ít đó. rau cần nước. Còn nước thì cũng cắt ăn một phỉnh mà nó lên chưa kịp không? Dạ, cần nước thì tại vì nó mới lên sau đó, nó hơi eo ụt quá thì hôm nay mình cắt được một phỉnh này rồi. Mà chưa có lên kịp ăn, nhưng mà như đây đủ ăn rồi. Tại vì mình không ăn cần nước các bạn, chỉ ông xã mình ăn thôi à. Wow, vô đây nó bữa Thơm. nay nóng quá trời luôn. Mà thơm ha, cắt xong nghe mùi rau thơm. Đặc biệt là cắt cái rau Nè. thơm này vô nhà tính đó, nó thơm luôn. Coi nè anh, rau này rất là non luôn nè các bạn. Mình trồng ở trong chút xíu nước vậy đó. Rồi. Nè. Cắt luôn. Wow, cái tàng gô Nè. Đã đã không? không? Rất là ngon luôn. Tàng gô bữa nay nó lên cũng tốt quá nè. Dạ, em nghĩ phải thu hoạch luôn anh à. Để Chắc ăn bây giờ xong tính. chiều ăn cơm đi, mình xử lý cái bụng mình trước đã. Ok, xong Rồi rồi, đủ rau để làm rau thơm rồi nè các bạn ơi, vô mình chuẩn bị đồ để ăn. đây, để cho anh xem coi. Nè.
nhiều đây nè các bạn, ít rau thơm, xà lách, hẹ. Đó. Đây là ăn buổi sáng. Dạ. Wow, vô đây nó nóng quá. Nóng quá, chảy mũi luôn á. Bữa nay là 28 độ các bạn. À, bây giờ đã là 24 độ rồi đó. À, 24 độ rồi, chút xíu nữa sẽ nóng dữ. À, ở Canada, ở mía bên miền Đông vẫn còn tiếc. Rất là lạnh, mà ở bên đây thì 27, 28 độ rồi. À. Rồi, giờ mình ăn. Đây, mình vô mình lặt đi. Bây giờ mình, bà xã mình vô trong cái chòi lý tưởng. Ừ, lặt, nắng quá. Lặt rau. Dạ. Yeah. Các bạn, rau mà mới hái xong á, mình phải lặt lại ha. Rất là tươi ngon luôn. Hẹ. Đặc biệt là lúc này ở ngoài chợ thì hiếm rau. Dạ, yeah, thì cái rau này các bạn là mình mới hái đó. Mà mình ấy vô mình rửa liền ăn ha. Chứ mình để ngoài nắng chút là thấy queo rồi. Tại vì nắng rất gió nữa đó. Gió này nóng mát và nó khô, nước rất là mau cho nên nó héo liền ha. À, wow, đây các bạn. Nha, mấy cái này á mình là bà cháy luôn. À, như cái này nè. À, mình nói là không, đây ngâm nước. Nó sẽ ra rễ, nhưng mà cái này của mình nó có rễ sẵn rồi các bạn. Cái này mình lấy mình trồng xuống liền nó vẫn ra lên ha. Dạ, cái này trồng xuống là ra lên luôn á. Tại vì cái này á, là mình bữa mình phủ đất nó hơi cao đó. Mà mình cắt thì sát gốc cho nên là cái phần phía dưới vậy là nó nằm dưới đất á các bạn. Cho nên nó ra rễ luôn. Còn tươi không? Cái này vô rửa xong ăn gì ha? Dạ, mình ngâm nước rồi và bỏ chút xíu muối rồi mình rửa mình ngâm xong rồi ăn. Nói chung đồ xong rồi. Đem ra đây ăn luôn ha. Ừ, đây mát mà, anh ngồi thích. Ra ngồi ở đây sáng sáng uống cà phê hay chiều chiều uống cà phê. Rất là thư giãn các bạn. Ờ thì mới cắt rau xong thì bây giờ mình cuốn ha. Cuốn rau thơm rồi tôm thịt rồi mình chấm với cái mắm tôm này đây. Cái này mới là chính là hương vị của miền Tây hả các bạn ha. À, Việt Nam. Cái này là món khẩu của anh nè phải không? Món tủ phải không? Món phái khẩu. Món phái khẩu. Và đặc biệt là hôm nay rất là nóng mà có hai ly cà phê mà ngồi ngoài vườn đó các bạn và ngắm những cái rau cải mình mới trồng thì rất là mát mắt luôn. Đúng rồi các bạn, thì bữa nay rất là nóng. Để mình quay mà xung quanh, một vòng xung quanh cho các bạn xem trước khi mình ngồi vào bàn mình ăn ha. Cũng đói bụng lắm rồi. Thì bữa nay là 28 độ các bạn. À, rất là nắng luôn mà ít gió nữa. Trời nóng mà cảm giác là như là bóng da đó các bạn. Đây, cái vàng của mình thì nó không có cái gì bò lên hết. Chỉ có mấy cái chậu dâu tây treo. Này, xa xa là cái khung, cái cổng... mình trồng nho ha, rồi bên đó là một cái khung nữa. Đó, hai cây hồng, cái nhà kính. Thì bên đây, những cái vàng này thì có su su với bầu với bí mà nó chưa có leo ha. Ở bên kia nữa thì cái vàng đậu que nó cũng chưa leo luôn. Nhưng mà trong giữa thì rau, cải, tàu sậy, cải chua, cải rổ, cải tí hon, su hào. Thì nó lên rất là ăn tốt. Ăn nhà ông ơi, ngồi đó mà ngắm vườn. Ừ, phan phan, để mình quay cái này nữa xong. Đây, có một già, một 6 chậu, 7 chậu cải thảo. À, cải thảo thì nay nó lớn quá trời rồi cho nên không có dừa ở trong cái nhà kính nữa. Nó dừa nhưng mà mình đổ trồng rất là nhiều á. Cho nên nó chật cho nên mình đem ra đây cho nó thoải mái một chút. Này, thôi, ăn được chưa? Ăn nè. Đây các bạn, thì bà xã mình chuẩn bị xong rồi. Vô tự cố ngang em bỏ thẳng vào rồi. Wow, cái ly cà phê này. Cà phê đó, cà phê bột biển không? Cà phê này là bột biển 3 tầng Việt Nam các bạn ơi. Mình quậy lên cho ông thả luôn đi. Đó, hấp dẫn không? Thì mình có cà phê xay. Đá xay ha. Ừ. Wow, ăn ở đây thoải mái. Ở ngoài kia thì rất là nóng. Nhưng mà ngồi trong đây thì nó có chút xíu hơi gió dạ, hơi thôi. Nhưng mà cảm thấy rất là mát. Cái này mình quấn vô mình chấm hay là mình bỏ cái chấm đi nó chấm không? Dạ thì nó nói nóng thì nóng thiệt, nói chung 27-28 thì cũng rất là nóng. Nhưng mà ở đây nó nóng, nó phải có cái khác, nó không có cái độ ẩm. Thành ra là khi mà gió vậy rất là dễ chịu các bạn. Không có bị khó chịu giống như oi bức giống như Việt Nam ha. Không có oi bức nhưng mà anh cảm thấy nó bỗng da, nó khô. Đúng rồi, nó khô, nó bỗng da. Nếu mà các bạn ra ngoài mà không có mặc áo thì có thể nó bị lột da thiệt á. Dạ, thì bữa nay hai chồng mình ngồi để ăn ngoài trời rất là mát mẻ luôn. Thôi, trước khi mình ăn mình phải cụng ly chứ. Mời các bạn nha. Mời các bạn. Đặc biệt là trưa hè nóng bức mà có cái ly cà phê như thế này. Trời ơi, nó ngon gì đâu anh hả? Mà đặc biệt ngồi với cái túp liều lý tưởng. Nhìn ra cái vườn thượng uyển của
Hai vợ chồng Solomon á, cảm giác nó thoải mái gì đâu không? Gió thổi hiu hiu. Gió thổi hiu hiu. Thì giống như cái này là cái hưởng thụ của mùa hè đi các bạn ạ. Chỉ có mấy tháng thôi các bạn, thì mình ra đây ngày hay là như ngày hay là chiều á, ra mình ăn mình nướng mà mình ăn cũng rất là thoải mái các bạn. Dạ. Thì mùa hè năm nay thì chắc không đi đâu chơi được, thì thôi ra đây chơi cũng được ha. Dạ xin mời các bạn nha. Xin mời các bạn. Thì cái này mình có thể chấm mắm nêm hay là mình chấm với mắm tôm thì ăn cũng rất là ngon. Đặc biệt bữa nay có cái chua chát nè. Chua chát này phải chua xứ Việt Nam nha. Chua này là chua ở đây. Cái rau thơm mà mình mới hái á, ăn có cảm giác sao ta? Nó tươi mà nó thơm. Trời ơi, rất là ngon đó các bạn. Nếu mà các bạn nào trồng rau thì mới cảm giác được cái vị thơm của cái rau thơm đó. Còn khi mình mua ngoài chợ về thì chắc không có mùi nữa đâu. Không có mùi nữa đâu các bạn. Anh hai đứa chồng mình đó làm cái vườn, chăm chút cái vườn, mình làm cho cái cảnh nó qua nó nhìn nó mát mát một chút đó các bạn. Khi mình ngồi đây mình có cảm giác nó cũng như nó rất là thoải mái. Còn nếu mà các bạn làm mà trồng nhiều tùm lum quá thì nó cảm giác nó bận rộn quá, mình cảm thấy mình nó không có được thoải mái thêm một rối mắt, rối mắt lắm. Thì nói chung là tại vì hai chồng nói chung mình là thích trồng bông, ông xã mình thích trồng rau. Thì cho nên hai vợ chồng thì trồng như vậy, thứ nhất là vừa có ăn luôn. Thứ hai nữa là thấy nó mát mẻ như vậy nè các bạn. Mình trồng cái khung nhỏ 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 vậy nhìn nó cũng đẹp ha, giống như cái vườn của mình, giống như vườn hoa vậy đó. Vừa có rau ăn luôn nè. Có rau. Đặc biệt là mấy cái dâu tây mình nay nó lên rất là phát triển luôn. Chắc chừng một tuần nữa là có trái thu hoạch lại. Có mấy trái bự bự rồi đó. Nếu mà không có cái túp tiều hôm nay á, thì mình chưa nắng nhìn là mình đâu có ra đây mình ngồi các bạn. Ở trong nhà không, nhưng mà ra đây rất cảm thấy là rất là thoải mái. Nhưng mà ở đây thì ai cũng bận rộn nè, làm nè. Mình có thời gian mình ra đây mình ngồi với gia đình hay gì đó thì nó có thể là nó thoải mái, làm cho cái tâm hồn mình nó thoải mái một chút. Thư giãn á. Thư giãn, sống lâu nữa đó các bạn. Ở đây mùa hè ngắn lắm, được mấy tháng à, mà nói chung nóng như thế này, nắng như thế này rồi rất là ít. Nhưng khi nó cũng mưa, cái trời ơi ui ha, gió nữa. Cho nên mấy ngày về là coi như mình hưởng thụ ra đây là giống như vừa ngắm vườn nè, vừa hái rau ăn nè, vừa ngồi hóng gió nè. Hồi sáng này anh ra cầm ly cà phê anh vừa uống, vừa tưới nước. Mà anh tưới là khoảng hơn một tiếng là mới xong hết cái vườn á. Tại vì bữa nay nó nắng nóng nữa, mình phải tưới nhiều một chút nữa, là hơn một tiếng đó các bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn nào không có thích mà làm vườn mà đứng tưới như vậy, chắc là không có cái kiểu như là sự nhẫn nại mà để tưới đâu. Còn mấy người như anh nào hay mấy người mà thích trồng vườn các bạn thì tưới như cảm thấy nó rất là thoải mái. Cho nên có nhiều người hơn tại sao không làm cái hệ thống tưới nước tự động đó. Thì nếu mà làm vậy thì mình không có cái công việc đó mình hưởng thụ ha. Thấy còn như giống như làm vườn thì rất là cực. Có nhiều bạn nói tại sao mình làm chi cho cực khổ vậy. Ở đây nói chung là nếu mình mua rau ăn á thì nó rẻ tiền hơn cái mà mình mua đồ về trồng nữa đó các bạn. Mà tốn thời gian săn sóc lắm. Mà tại vì nói chung là mình thích, khi mình trồng rau xong đó mình cũng đánh nhiều lần rồi. Mình thấy nó lớn lên mỗi ngày, rồi mình ra mình chăm chút nó từng chút vậy đó, mình thấy cũng thấy là vui hơn. Cho nên mình thích quá. Thì ở ngoài mình mua đồ thì mình cũng phải cẩn thận là nào không biết người ta bỏ cái thuốc gì ở trong đó ha. Nhưng ở nhà thì mình biết mình đa số là mình sử dụng những cái đồ sạch hữu cơ rồi mình ăn, rồi mình cũng biết những cái gì ở trong đó. Đúng rồi các bạn, với lại là giống như cái rau sạch như thế này mà giống như là mình hái vô mình ăn, giống như bữa nay mình hái vô cái mình rửa sạch, mình để ráo chút xíu, mình quay cho nó ráo chứ mình không để nữa. Xong rồi thì mình có hai miếng nhiều quá anh cuốn lên sợ nó bể. Xong rồi mình ăn như vậy cái cảm giác
nó ngon mà nó tươi, với là cái cảm giác là khi mà mình trồng xong rồi mình ăn đó các bạn, cái cảm giác nó rất là thích thú ha, rất là ngon. Cái gì cũng vậy, cái mình ăn cái gì cũng vậy ha, hay là cái bất cứ cái gì anh cảm thấy nếu mà cái tâm trạng, cái tâm hồn của mình nó thoải mái rồi, mình ăn cũng ngon mà ngủ cũng ngon, mà đối xử với cái những người xung quanh nó cũng dễ dãi hơn một chút nữa. Ông xã mình nói đúng, là tại vì cái tâm của mình nó không có bị giống như là bị sao ta, bị nóng giận á, chỉ cái nỗi nóng á, giống như mình bực mình một cái gì đó, thì khi mình gặp một cái người nào mà họ nói chuyện thì mình hay bị nạt nộ hay là nổi nóng với người đó. Còn giống như mình có tâm hồn thư thái thoải mái rồi, là khi mình gặp ai, ví dụ như họ có làm cho mình, họ có giống như là nói những cái lời lẽ không tốt, thì mình vẫn có thể là im lặng hay là cười một cái được các bạn, cái đó là được ha. Có nghĩa là buông được đó. Thì nói chung mỗi người một cách sống, thì hai vợ chồng mình thì nói chung sống là cuộc sống rất là đơn giản, không có đua đòi, nói chung là mình có thơm chưa? Chưa. Nên mình có cái gì thì mình quý cái nó, đang có trong tay thì mình giữ chặt là được rồi. Anh có đua đòi nè, cái giường của anh là tốt nhất, đẹp nhất, rồi cái đó là không phải là cái để gì khó khăn các bạn nè, cái đó không gì phải khó khăn các bạn, cái đó là phải dùng sức, đúng không? Sức lực cái đó là tự phải bỏ công ra, rồi cái tâm của mình nữa. Giống như có một người bạn hay nói là khi mình nấu ăn ngon đó, là mình nấu bằng tấm lòng, mình phải nấu bằng cái tâm đó thì nó mới ngon. Cũng giống như cái giường của anh, khi mà rau cải nó lên thì anh phải quả giờ cho nó cái tâm, cho nó cái tình cảm, nói chung là vậy đó. Đúng rồi các bạn. Cái này thì ăn thì phải chấm một miếng, là phải ăn con tôm. Tại con tôm nó bự quá, nó không có dính vô đây. Đúng rồi. Tôm này thì cái mắm này thì ở dưới quê mình á, ở dưới quê Cần Đước của mình đó các bạn, làm ở nhà luôn, rồi mình mua mình đem qua đây cũng lâu lắm rồi, rất là ngon, mà giờ hết trơn rồi đó, chừng nào về mới có đó. Mình đem từ Việt Nam qua hầm ở chợ Cần Đước, là mắm Cần Đước luôn. Cái này là mắm Lâm Hụ. Không quá. Quê của mình với quê bà xã mình thì ở Cần Đước, ngã ba Kinh Cần Đước không? Dạ. Sắp mình nói thôi. Thì có nhiều người coi video của mình xong rồi họ nhận ra mình là tại cùng quê với mình các bạn, nhất là những cái bạn mà ở nước ngoài, họ coi là họ biết mình là cùng quê. Có nhiều bạn là có nhiều anh chị là ở còn là ở Cần Đước đó, họ coi họ cũng nhận ra luôn á. Tại vì mình làm video là nói chung hồi xưa má mình cũng không biết, bạn bè không ai biết, các bạn cũng hơi ngại ngại ha. Rồi đó thì anh còn bên Việt Nam á, thì anh học cái trường phổ thông, cơ sở phổ thông cấp 2 thị trấn Cần Đước, cái trường mà mình có quay cái phim á, khi mà mình về thì như gì đám cưới hay gì đó không? Cặp bà xã mình đám cưới, bà nói là lúc đó thì mình với bà xã mình ra đó mình quay. Thì bà xã mình cũng học ở đó, mình cũng học ở đó mà. Đó anh nhớ anh học lớp 7 ở đó. Ồ, trường cấp 2-3. Trường thị trấn Cần Đước các bạn. Nhưng các bạn học thì các bạn nhớ cái trường đó ha. Bây giờ thì họ đập rồi, họ làm một cái trường mới. Thì mà ra đó khi mà thì lúc mà anh trở về là năm 95-96 gì đó. 96 thì ra đó thì cái trường đó mình học ở đó hồi nhỏ đó, cho nên nó có nhiều cái kỷ niệm, cho nên mình quay, mình có đi vô một chút, mình quay một chút thì quay đó thì cho nên có nhiều bạn cảm thấy khi mà thấy cái video là cũng như là kỷ niệm tràn trề chạy về ha, cho nên cũng cảm động. Mình bỏ lên đó thì các bạn có thể tìm cái video đó mà xem, nó cái chỉ chừng 2 phút rồi ha. Dạ. Rất là ngắn các bạn. Hồi đó hình như là cái trường đó lúc đó đang học thì anh vô không có được, phải anh đứng ở ngoài thôi phải không? Thì anh nhớ đó anh học lớp 7. Năm đó là ông xã mình quay là năm 96. Lúc đó thì mình đang học lớp 12, học xong rồi các bạn. Thì lúc đó mình đi học thì anh ra anh đón rồi là anh quay luôn chút xíu. Mới đây mà đã mấy chục năm ha, năm bắt đầu luôn. Quá trời nhân không?
quay qua quay lại. Mà cái trường đó giờ đâu có còn nữa không? Không, nghĩa là hình như xây lại trường khác cái gì rồi. Em cũng không làm lại gì, nó hơi lâu rồi không ra. Mình cũng có nhiều quay nhiều cái thước phim mà ổng vòng vòng ở đó lắm, nhưng mà bây giờ nó còn ở trong cái băng VHS thép đó các bạn, cho nên phải cần thu ra. Nhà anh có quay cái bến phà Long Hộ nữa không? Cái chợ Long Hộ Đông. Có nữa. Bến nào bỏ ra đi. Cái này cũng thiếu miếng nữa. Khế. Đúng rồi. Còn như khế là mình lấy thơm mình phải thế không? Ừ. Có thơm, khế. Chuối chát mà đúng là chuối hột thì mới ngon. Ừ. Còn chuối này mình nuôi chuối bên này mà xanh đó các bạn. Không có chát. Không có chát luôn. Mình vẫn chờ chút xíu thôi. Nhưng mà vẫn có cái vị ha. Ăn đỡ đi. Quá ngon. Ăn xong nó còn ngủ luôn. Đó khỏi thương thương. Cũng lê đêm, bye các bạn luôn. Nói chung là ăn chưa no, nhưng mà thôi. Thôi, ở đây vậy các bạn hãy mà trời nắng nắng là có rồi. Đặc biệt cái mùi mắm là rồi nó rất là thích. Nhưng mà ông thì đến khi mà có bông qua rồi thì mới bắt đầu có ha, lúc này thì vẫn chưa. Em thấy nó cũng có nhiều con nó bay rồi thấy không? Ừ. Tại vì nó ở đây nó có bông rồi các bạn. Bông bơm, bông lê này, bông dâu này, có nhiều loại bông kia, bây giờ thấy nó bay vòng vòng rồi. Với lại các khi mà các bạn trồng dưa, trồng mướp rồi trồng su su cái gì đó thì những cái con đó nó nhiều, nó sẽ giúp cho thụ phấn nhiều trái hơn hơn. Ừ. Cho nên các bạn thấy nó bay lại đừng có đuổi nó đi. Nhưng mà cái con ong nó không có hại gì hết, nó không có đục lỗ hay gì đâu. Nhưng mà mấy con bướm thì khác à nha. Nó đẻ trứng xong rồi thành sao. Ừ. Hay là những cái con nào mà nó phá hoại thì tiêu diệt nó thôi, nhưng mà mấy con đó nó sẽ giúp cho cái vườn của mình. Dạ. Thì bữa nay hai chồng mình ra vườn hái cái đào thơm và xà lách ở trong vườn để mà mình vào cúng mình ăn liền, mà đặc biệt ngồi ngoài vườn các bạn. Cái cảm giác là không biết các bạn nào trồng rau thì mới hiểu được là rất là ngon mà thơm ha. Rau thơm dữ lắm luôn mà rất là thích, là khi mình trồng xong rồi mình đi hái cái mình ăn liền. Đã em ha. Ừ, rất là đã. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình năm nay ha, mình ra mình ngồi mình ăn ở đây. Rất là sớm. Thì mình chia sẻ với các bạn này nè. Thì ai ở đây á, nhất là những cái người bình thường như mình phải đi làm bận biểu, hai vợ chồng mình cũng đi làm, nhưng mà cái thời gian á là mình tự tạo ra ha. Dạ. Mình có một chút nào thời gian cứ mình hưởng thụ đi, cứ ra ngoài đây mà mình hưởng thụ. Dạ thì dù nó một chút xíu thôi cũng được rồi. Nói chung là cái thời gian hưởng thụ bên gia đình thì quý giá các bạn, thì mỗi người chọn một cái hưởng thụ riêng thì ngồi đó cũng là hưởng thụ nha. Đúng không? Anh nói như vậy đó, tại vì khi mà nhìn về năm 96 mình quay cái trường đó, mà tới nay nó bao nhiêu rồi? Mấy chục năm rồi. Hai mươi mấy năm rồi. Nó rất là mau. Cho nên á, từ năm. Đó, từ đây tới tới kia nữa là nó cũng rất là mau các bạn. Cho nên 21 mình nhìn lại không có cái gì, lúc đó xong mình không làm cái gì đó mà mình chưa làm ha. Thì bây giờ làm được cứ làm đi. Dạ, thôi nói nhiều quá. Thôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp ha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye. Mát quá trời mát, thôi ăn nữa. Ăn đi.